Và kính thưa quý vị, cựu luật sư Quận Cam đã bị kết án chung thân vì giết vợ cũ của mình. Vào hôm thứ Sáu ngày 18 tháng 9, Loni Contest là một luật sư tại quận Cam đã bị kết án chung thân và không có khả năng được ân xá do đã siết cổ và ném người vợ cũ có tên là Mickey Kanesaki khỏi một du thuyền. Kính thưa quý vị, Lonnie Contest đã bị kết án vào đầu năm 2006 và bị giam giữ từ năm 2013 tại nhà tù ở quận Cam và không có tiền thế chân ngại tại ngoại. Tuy nhiên, mãi hơn một thập niên kể từ ngày thi thể của nạn nhân được phát hiện trên biển địa Trung Hải thì vụ án này mới đi đến hồi kết. Trong những um, biện hộ ngắn trước kia khi mà tòa tuyên án thì Contest vẫn phủ nhận việc giết vợ cũ và cho biết chỉ làm mọi cách để cho bà Mickey Kanesaki vượt qua chứng trầm cảm của bà. Tuy nhiên, cô Susan Price là phó biện lý của quận Cam cho biết, ông Cook Contest đã lập kế hoạch để giết bà Kanesaki vì bà đã cản trở sự tự do tài chính và tình cảm của Cook Contest. Theo tờ Orange County Register đưa tin, thì bà Amy Nguyễn, người vợ thứ tư của cô Co Contest cho biết bà đã bị cô Co Contest dọa giết và gây áp lực buộc cho bà phải nói dối trước đại bộ thẩm đoàn liên bang trong một phiên tòa có liên quan đến cuộc điều tra của FBI. Ngoài ra, bà Amy Nguyễn còn làm chứng rằng cô Co Contest đã nói với bà về ý định tự tay sẽ giết bà Katsuki trên du thuyền. Cô Co Contest cũng nói với bà rằng. Kanesaki có bằng chứng về việc Kokontest Co đã biển thủ tiền của một khách hàng. Các công tố viên cho biết thêm, trong khi chờ để xét xử, thì Kokontest Co đã dụ dỗ các tù nhân khác giết bà Amy Nguyễn để ngăn bà làm chứng trong phiên tòa xét xử. Kính thưa quý vị, các cáo buộc này đã được bác bỏ do Kokontest Co đã bị Tòa Thượng thẩm Quận Cam tuyên án tù chung thân.